Indonesia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
밤에 또 한 송이라. Mọi vui buồn đừng em còn giấu anh, là một niềm yêu thương em giữ cho riêng em lâu lắm rồi. Rồi gặp lại nhau bao lâu nào biết đâu, em không đành vui sau rồi dây dưa nhờ lời ca đường vào gió vì u tiềm ai thì thầm rằng. Anh ơi, nỡ quên thật sao?
Tình vật chất hả? Quốc hát. Không biết cũng hát luôn. Này rap hả? Anh đã lập tin, lập hết tình cảm với nơi em. Người con trai mà em yêu nhất, còn em thế nào em nghĩ xem. Nếu có duyên người có nợ, chẳng ai muốn mình được bên nhau. Người không nghĩ thì dù có cố vẫn chỉ là tình thêm đau. Thà là vậy đi, nhưng đau trong tình mà tình chân thật. Còn hơn đau khi người dối trá mà đối với người là tình vật chất. Điều thật lòng nhất đối với em, đó là tiền ngay trước mặt. Hằng ngày anh phải lo nhiều thứ, sự nhầm vào cùng với nước mắt. Không có gì cho em bằng lòng cùng thằng sinh viên với bàn tay trắng. Một thằng xe đạp, thằng thấy ga trong cuộc đua tình thì ai sẽ thắng. Còn với em thằng phố phụ bằng ừ anh nghèo anh xem một bên thằng đó hơn anh. Vì tất cả thì em lại cho nó nằm trên. Một đêm đi chơi với nó bằng số tiền anh ăn một tháng. Thì dành dụm để lo cho em không được một giờ trong ba tới sáng. Phải tự hỏi làm sao đôi khi hai đường thẳng xong trong trái ngược.
cùng. Anh quá lụy nhưng thừa ra thiếu. Nàng phải chào con ai hết ý. Mọi chuyện đã quá trễ rồi, em trở về tìm tôi mà làm gì? Những thứ lúc trước mà em từng mơ nhiều anh dư sức mà cho em phi. Nước mắt em rơi xuống từ đâu thì xin hãy mang trở về nơi đó. Cái nơi mà em gọi là bắt đầu cây cầu trong tay với thằng đó. Tình yêu anh muốn bằng tiền thì phải trinh tiết phải đi đầu tiên. Chờ em chán rồi cũng bỏ thêm vài ba bữa cho em đi liền. Cái này không phải là anh chửi mà là cái với em phải nhận được thứ này rồi muốn thứ khác. Giờ ngồi đó mà trách bản thân, lúc trước cũng do anh khờ, nhà nghèo thêm cái tội xấu trai. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, có tiền cô gái như sức trăm bay. Tìm giới đầu miền Nam hôm qua, không biết trân trọng để nhìn lại xót xa. Có bao giờ người nhớ đến em khi đang trong tay bên một nơi đó? Em sẽ đi về một nơi rất xa, nơi ấy chỉ còn một mình em với mưa. Sẽ không còn được ở bên anh như ngày xưa. Mọi người lại lặng im rồi. Hay là mọi người đang suy nghĩ bài hát mà mọi người lặng im thế? Nghe luôn hả? Nghe cả lưng luôn hả? Nghe lưng hát gì giờ? Ăn làm sao cái con khỉ bớt bớt đi. Ăn làm sao cũng được. Bớt luôn. Trời ơi, idol bất chấp mà. Anh làm sao nha. Bước hết diễn chích động luôn nè Nam à. Vô ai là Sơn nha. Chắc hí ngựa hí ngựa bấm qua khúc này đi. Vô nè. Lòng đau không dừng chân rủi dung miệt mài. Dù nhọc nhằn ngựa tuôn xương rơi, không nắng chân vì ai. Đường về Trường An cũng xa mấy ngàn che lối, lòng vẫn nao dần tận hải chân. Hòa lê chiêu trái ngọn đất lính, ngày đêm nhớ đến người thương. Lạnh lùng người ơi có hay
biết được thái chân mưa. Mọi người ngủ hết rồi. Lại chi đất mọi người ngủ hết chắc luôn. Em chúc tài ký má rời khỏi Trường An, thương nhớ trên lưng ngựa nâng niu dữ dạng quá tươi hồng. Lòng nổi nóng như tiêu, thầm mơ lúc dương phi cắn quả thơm nồng. Thở khói như mây lông câu chỗ tài thiên lý, tại người nóng lòng hay ngựa nạn chân con. Nam hát mà, lát nữa mới tới em hát. Kinh dân lên người, quá lệ chi đầu bằng ngàn câu thương nhớ. Gió mưa đường xa không làm lòng nàng chi, mong ngài sẽ quay về. Tiếng thương làm chi, mong nhớ làm gì, chỉ càng thêm xót xa. Trời cao minh chứng, tình mình bên nhau không thấy phai nhòa. Mềm lòng danh tướng xin chớ ngông cuồng mà lo vô thanh danh. Lời khuyên của thái dân An Lộc Sơn xin ghi nhớ, những trích phúc vị thi xin cho tôi hân hạnh dân ai trái ngọt đầu mùa. Hoa lệ chi trái ngọt ngọt lính nam, gió lừa chẳng trùng chân bước đi. Mời dân nương nương giấy bao ước nguyện chân thành. Người đã không mang nỗi nhọc nhằn vàng vàng khó. Vì đầu xuôi bao trái ngang, dương quý phi giọt mưa ngô ngân hà ngủ chân xa. Kỷ niệm phút đầu như bên gió, giờ đây tâm tư vẫn mang kỷ niệm êm đềm. Trời khiến phân kỳ để nghe hồn tàn dở. Ngày ai à, ngày ai à, nói sao để rời thôi đời thương luôn đối thay. Tao chắc mình không mãi số phận. Dù bên nhau trong tất cả, mọi người đây có nghe ráo không? Nhạc gì cũng mất hết. Đưa tắt rồi hả? Dạ, Facebook của em trên đây nè. Facebook của em là Huỳnh Thị Bích Hạnh, mọi người nhớ các bạn nha. Hiểu hấp trong đời của một một gió tương mang ý chất lòng hồi sinh tâm sự tình chân thành hơn kẻ nào thua kinh thư. An Lộc
Lộc Sơn ơi, giờ đây ta là một chương phi. Còn người ơi nghe ngào không nói được, xúc động hôm nay để tình sao nở rương. Biển cách sông ngăn không dời được nhớ thương này. Qua hé nụ còn thua đôi nét môi, làng mắt nhung như cười. Ai đêm non biết trái xanh thành đôi mi, màu ta dương ứng trên môi hồng. Hơi gió lạnh vào cũng như giấc mơ, hồn thoáng rung lạnh lùng. Yêu ai sao cứ ngại ngùng rồi băng khoăn. Điện cung son dĩ bao chung tình. Hai chàng ơi, nàng yêu hoa lệ chi đất lừng. Ta lặn lội gian lao nguyện giữ vẹn hoa tươi hồng. An Lộc Sơn ơi, bao nhiêu ngày lặn lội rủi dông. Kẻ ở cung son không quên người trên đất. Ôi hoa trắng thơm biết bao tình chan chứa, ôi thương làm sao lòng giá thứa anh hùng. Thế rồi Trần Nguyên Soái, Trần Nguyên Soái đi lệnh chỉ người cấp tốc đài An Lộc Sơn trấn nhậm Bình Lư tức khắc. Lộc Sơn, hãy nghe lời em mau kiếp ra đi. Quyền Tôn sẽ không tha như biết chạc vẫn còn gì em mà nuôi mộng. Đi đi, hãy đi đi. Em luôn cầu nguyện cho chạc hạnh phúc tình đôi mình. Hãy xem như mà ngủ hết rồi. Mọi người yêu cầu bên này xong, mọi người nghe rồi. Nhờ hát gì nhờ? Chưa. Chỉ là tạm biệt. Hát làm nữa. Chứ không thể thế là vĩnh biệt. Thái chân dẫu cho trời rung đất chuyển. Hà Mạc Tử hả? Này hết rồi. Cho đến ngàn đời Thái Chân vẫn là quan Lộc ai Sơn Dũng Tương. Quỷ bò viên nữa. Quỷ bò viên. Bò viên ơi, nãy em hát nguyên liên khúc của Lệ Quyên á anh bò viên. Nãy em hát nguyên một liên khúc của anh à, của Lệ Quyên á anh. Ê, ý Phương không nghe được nhạc này hả? Em làm nhạc của Quốc hết. Anh kiếp nghèo anh thích nghe nhạc gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhưng chuối ngài còn lại. Hãy gọi anh là Hạng Mạng, sao Hạng Mạng Tử ba tiếng đó như trận bão kinh hoàng vừa thổi qua biển cao. Chỉ đem khô khan vào lòng sa làm sụp đổ những thành quách huy nghi trầm mặc giữa điêu. Sự nghiệp thi nhân nằm trong số kiếp gia tràng, rồi đây có ai còn nhớ đến tên Hạng Mạng Tử khi anh quay về sống lại gần nửa cuộc đời phiêu bạc tha phương. Anh đã bỏ quên cái tên mình trong trí nhớ, cái tên mà quê hương không còn xa lạ và đã in sâu trong lòng da của mai đình. Này nó xuống đồng cỏ nhanh quá. Ở room này luôn nha, 9 giờ mọi người vô 88 chơi với Nai á. 9 giờ Nai show room này luôn. 9 giờ nha. Ngày nào Nai cũng show hết á. Giờ còn bài gì nữa đâu. Sáng nãy giờ em ôm show mà. Đâu phải show em đâu. Có hát bài gì? Ai bé ai đòi xuống đi. Nhục viên. Đúng nhục viên luôn á. Đi coi lắc cổ. Bảo viên tối ngày chỉ có đi coi lắc cổ thôi. Áo em chưa mặc một lần em không biết bài đó.
mua nửa đêm không? Đây nửa đêm ngoài phố không? Ủa thần tượng anh á. Chứ thì khác người cho nên mới yêu thương. Rồi chiều nay lá khô rơi đây, rồi từ đó những
Long Quy hát nhạc thất tình cho chú rồi. Yêu thương, em đã thích cái bài này nữa rồi, ta hát lại lần nữa nha. Hồi nãy nó mới vừa nghe á. Ai biểu mọi người yêu cầu nó hát miết. Bảo Viên ơi, Bảo Viên, cho anh bài này nè Bảo Viên. Không hát bài này mệt lắm, không hát bài này đâu. Rồi làm sao
chân người đi buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Hỏi tàu xe đã không gian, gió thương vô vàn, nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm. Ngày buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm kề. Đâu phải mưa nữa đêm đâu. Chị Linh, giờ hát bài gì? Bạn lòng đã phai như giấc mộng đêm.
Ủa mưa hả? Sài Gòn bị mưa hả? Sao chỗ em nắng chăng chăng quá. Nhớ nhau hoài hả? Em không biết mà nhớ nhau hoài. Mấy bữa hết giờ, ngày lâu không phải đâu, tới tháng á. Tới tháng chứ mà ăn hồi vừa đâu. Mấy bữa hết à? Ở sao cao này rỗi như vậy? Nhớ nhau hoài không biết hát luôn á. Ủa cô Đăng Nguyên hả? Nhớ hoài cô Đăng Nguyên hả? Không nhé. Hello anh Toại. Thầy đi hát sao? Em không biết hát bài này. Mùa dâu với sinh nhật sao? À.
gì hát đến nỗi trời cũng khóc mưa luôn. Vợ ấy hát đến nỗi mà mọi người không ai trụ, có thể trụ nổi được. Ba xô vô Sài Gòn 50 hả? Ây da, mỏi lưng quá. Bài gì ta? Mọi người thích nghe bài gì? Tan đêm tôi khóc khi trời mơ buồn. Mở đại đi. Thank you.
Có người khác. Giờ hát gì giờ? Không biết hát gì luôn á. Giờ mọi người muốn nghe nhạc gì? Nhạc trẻ không? Thôi hát bài Mình Ơi đi. Hát bài đó hát hoài quá. Thank you.
Không. Em mới ship Hà Nội hả? Ship, ship gì? Ship máy bay nha, lát nữa em ship máy bay cho anh một ổ bánh mì. Ráp hả? Ráp bài gì giờ? Hôm nay hát nó hình như hát nó khỏe hơn ráp á nha. Ráp nó mệt lắm. Đau bụng quá. À, cái bài không? Thank you.
sao thấy há mì luôn rồi đó. Mọi người gặp em mọi người có thấy chán không? Mọi người có thấy sợ em chưa? Em sợ mọi người luôn mình đó. Em hát khiếp mắt quán luôn á. Hát khiếp mở mắt không lên luôn. Hello anh Gia. Thương
mình bé dầm trong gió
mong xuống cả tươi trái khổ quanh. Ê sao em có một thói quen là em lên show lẹp hát không, em không nghĩ nha. Ê như là một cái đĩa, ê như là một cái máy phát nhạc đó. Bao năm cách xa chốn quê xưa mẹ tôi đã ngóng, còn đó lời ru ơ âu ơ tháng năm tuổi thơ. Bao đêm con thức trắng mong ngày sau con sẽ thơ gì gặp lại mẹ tôi nơi mái nhà chất lá cổ siêu. Buồn và khôn thương xa cách mẹ đã bao năm trường, nỗi nhớ mơn mộng tông mẹ già giờ như đã phai. Ai xua như con nữ cho con cá rô lạc bầy, cá rô lạc mẹ nay trôi nơi miền quê xa. Dòng đời khác nhau xa xôi chốn phương nào, dòng sông con nước trôi cách xa rồi mẹ tôi, cách xa bao ngày thương mẹ tôi giờ đã ngóng. Tối gặp lại nữa. Thế thôi nha.